Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019. Bản tin hôm nay có các thông tin chính sau. Công ty cổ phần All Herbs phối hợp với công ty Đông Dược Vĩnh Xuân đã cho ra mắt các sản phẩm trà thảo dược chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng như trà ăn ngủ ngon, mát gan giải rượu, trà sắc xuân, trà Good Herb, trà sung. Dịp này, All Herbs đã cho ra mắt thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucadan có công dụng hỗ trợ giảm tiến triển của u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u vú ở phụ nữ, u xơ tiền liệt tuyến lành tính ở nam giới. Là chúng tôi quan tâm đến an toàn cực kỳ lớn. Công ty thường xuyên kiểm nghiệm, không chỉ nhà sản xuất kiểm nghiệm mà công ty chúng tôi cũng kiểm nghiệm và các cơ quan chức năng của Bộ Y tế cũng kiểm nghiệm để cấp phép. Các sản phẩm của All Herbs giúp mở ra hướng sử dụng hiệu quả hơn các nguồn thảo dược tự nhiên trong nước, phù hợp với lời khuyến khích xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên trong chăm sóc sức khỏe của Bộ Y tế.